Chào anh chị em, chào các bạn. Chào anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhân Trương Vlog của em. Thì em đang có mặt ở trên một chiếc ghe của một người anh em đây anh chị em ơi. Người chủ ghe này là con của bác em nha, bác ruột. Thì anh thứ sáu, anh tên là anh Sáu Tùng anh chị em mình. Thì hai anh em ra biển một cái buổi sáng sớm mà tụi em xuất phát từ cửa biển Cánh Hậu anh chị em nha. Và lâu lâu thì vô gặp anh. Thì anh Sáu thì cũng làm nghề biển có một mình anh chị em ơi. Bây giờ giảm thiểu chi phí rồi anh Sáu cũng đi biển có một mình đó. Lâu lâu vô thăm anh bác em thấy ảnh có chế ra một cái dàn đồ mà để mà giúp mà cho nó tiết kiệm cái sức lao động khi mà mình đi một mình cho nó khỏe đó anh chị em, nó bớt sức lao động cũng như là mình khỏi thuê thêm bạn bè. Thì ảnh chế ra một cái dàn đồ lấy bụ, ảnh lấy lưới lấy cào cuốn dây rồi đó, em thấy rất là hay. Trong cái video này thì em chia sẻ cho anh chị em xem cách mà ảnh hạn chế sức lao động của người và để thay thế bằng máy móc anh chị em nha. Đây trước mắt anh chị em là cái dàn đồ chế thằng anh Sáu anh lấy cào anh chị em ơi. Nhìn cũng khá là đơn giản anh chị em. Đây là một cái dĩa anh chị em nhé. Cái dĩa của xe Honda anh chị em. Và cái máy chính mà để mà kéo cái vàng này cũng là một cái máy của xe Honda anh chị em mình. Cái máy xe Honda cũ anh chị em nha. Đây à, nó cũng có nhông trên dĩa đầy đủ em, nó số bọng luôn rồi, nó có cần số rồi luôn, chế lại cần số luôn. Gắn vô trong này cũng rất đơn giản anh chị em, hình lên một cái miếng miếng dán dày dày chừng 4 phân nha, bắt cái nền xuống này. Là xiết cái bù lon lại bắt nó vô anh chị em. Máy Honda này là máy cũ anh chị em ơi. Thì hồi nãy em có hỏi anh Sáu thì một cái hệ thống như vậy làm đơn giản chế như vậy á thì nó tầm khoảng chừng 5 triệu anh chị em. Để chút nữa anh lấy cào cái em quay lại cho anh chị em xem
đây là cái cuốn dây này là liên anh chị em nha. Cái cuốn dây này là nó cuốn cái dép mình lên, cái dép cào á, em kêu nó dép cào, nó cuốn dây là liên nha. Rồi cái khúc lưới ở dưới rồi nó còn nhẹ anh chị em ơi. Đó là trời vũ ha. Vậy đi mình xe ve nha. Thì thật ra là mà những cái dụng cụ như vậy nè anh chị em, nó phục mục đích của nó là phục vụ cho mình lấy cào nó được nhanh hơn anh chị em ơi, giảm cái công sức của mình làm ha.
mình có thể đi một mình được. Cái thứ hai nữa là cái do cái nhu cầu mà mực, con mực nưa đó, mực mà nó còn bóng lưỡng, nó không bị trầy xước á, thành ra cái nhu cầu mà lấy cào nhiều giả nhiều giác trong ngày đó, nó rất là cần thiết anh chị. Mình chạy chừng 2 tiếng 2 tiếng mấy vậy cho mực rồi cá rồi nó không có bị trầy đi tóc dãy đó, thành ra là mình lấy vậy cho nó lẹ. Nói chung là chế thì nó cũng đơn giản thôi, nó chỉ gắn cái máy Honda xuống rồi chế thêm một cái cục lăn gì nữa hai bên này, đầu bá dê hai bên, rồi sắm cho nó cái dĩa xe Honda mà loại mà cái dĩa bự anh kia đó, vậy rồi kéo thôi. Như anh chị em thấy thì làm nó cũng nhẹ nhàng khỏe, không có thì, mấy cái ông mà Nhật Bản đồ cho ông thấy mấy cảnh là xe máy xe Honda đồ mà kiểu này Trung Quốc đồ mà chế xe Honda kiểu này cho mấy ông cũng ớn như lắm. xài tới pin này giờ còn đem xuống biển kéo ầm ầm này đây chứ. Rồi qua cái video này thì ông ta anh chị em cũng hiểu thêm, người dân rồi cũng cải tiến, người ta cũng giúp làm cho nó công việc cho nó nhẹ nhàng hơn anh chị em ơi. Chạy đồ cũ rồi tận dụng đồ máy xe ông ta cũ rồi người ta chế người ta làm nhiều cái đấy cũng vui. Rồi em chia sẻ với anh chị em chút xíu về cái công việc mà ông anh làm biển cũng chế ra cái dàn đầu này, thấy cũng vui vui này, chia sẻ chút cho anh chị em xem. Rồi em xin kết thúc cái video của mình tại đây. Cảm ơn anh chị em đã xem và ủng hộ cái kênh Nhân Trương Vlog của em nha. Cảm ơn rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh chị em trong những cái video lần sau anh chị em nha.